Xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Thiện tới đây thăm lại gia đình của cô Mộng, chú Du. Hai người cộng lại là Mộng Du đó. Thì đây Thiện cũng có thay mặt anh Robert Cao thì ở bên Mỹ, ảnh cũng có gửi cái xe để tập đi cho Hồng Ánh đó. Thì cái xe này hôm qua Thiện cũng có mở cái hộp ra đó, thì gấp lại nguyên ngày đó, nó ra được như vậy. Thì mình chở từ nhà đi lại đây luôn, thì nó như vậy luôn. Thì tặng cái xe này để cho Hồng Ánh tập đi. Thì rất là cảm ơn anh Robert Cao đã giúp đỡ cho gia đình này để có chiếc xe bé tập đi tập đứng rồi. Thì hy vọng với cái món quà này, cái chân của bé từ từ tập đi nó sẽ mau vững hơn, cái xương nó từ từ sẽ cứng hơn. Với lại có một cái dây đai mà để ở dưới nữa, nhưng mà nãy khi đi thì quên đem theo rồi. Thì cái đó Thiện sẽ gửi cho gia đình sau. Thì đây là cái xe tập đi, Thiện vào bên trong gửi cho Hồng Ánh. Nó còn cái đai nó nãy mình quên đem theo. Nguyên chiếc xe này từ bên Mỹ gửi về, nhưng mà nó rời ra nó không có được vậy này. Hôm qua ở nhà tụi con lắp ráp lại đó, để chuyển tới đây. Nhưng mà còn thiếu cái dây đai để cho bé nó ngồi trên đây á, nhưng mà cái đó để con gửi sau, nãy đi gấp quá quên rồi ha. Ở đây để hạ cái này xuống nè, để cho bé nó tập đi nha. Mày hơi cao á. Cái này nó êm hơn cái kia là tại vì cái này là nó vừa đứng nó vừa đi được, còn cái kia nó phải ngồi không à, thành ra nó đi hơi khó. Có chiếc này là êm rồi nha. Chiếc này ảnh mình giữ rồi nha. Đó, giờ đây đi thử coi. Con đi thử coi con. Vô vịnh đi giờ đứng đi. Cãi quá. Nhưng gì cho tao con đứng cái con vịnh ra nó vừa. Cho đỡ vịnh ra nó vừa. Anh gì anh gì ở bên Đô Bình Cao. Cho tôi gửi lời cảm ơn anh rất nhiều anh Cao. Tôi gửi lời cháu ánh là được chiếc xe vậy tôi rất là mừng. Chúc anh luôn luôn được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Đi ra ngoài hả? Ra ngoài phải không? Ra ngoài không? Đem ra ngoài thử coi chú, để cho nó đi thử coi được không? Nó cao hơn cái kia nhiều á, im á. Sao mà bữa hổm lại im lắm, bữa nay lại nhát gì vậy? Bệnh hai ba bữa nay rồi. Bệnh hả? Bệnh chích. Vô nhà đi. Mới bớt á. Dạ.
Thì hôm nay nó lại lại đây tặng xe đạp mà nó không có đi á, thì sau này cô chú tập cho nó đi ha. Bây giờ cái này là dây cái lưng vô trong cái giữa nè, rồi hai cái tay để lên đây nha, rồi xong cái đầu cho nó đi, nó đi từ từ từ, rồi nó vừa đứng rồi nó vừa đi rồi nó vừa đẩy á, thì từ từ cái xương giò nó sẽ cứng lên. Rồi cũng hy vọng là thời gian lâu ngày nó cứ vận động bằng chân á, thì từ từ nó sẽ cứng cáp cái xương lên nè, thì nó đi được thôi. Ở đây nó có cái đai nữa để ngồi lên á, êm lắm. Nhưng mà nãy đi quên đem theo, để mai mốt có qua rồi gửi cho. Trước mắt cho nó đi trước đi. Rồi gia đình ngồi xuống đi. Thấy cái giò cẳng nó có đứng lên đỡ không cô chú? Dẫn đây nó cũng bước được hai ba bước à. Dẫn thì nó cũng vẫn bước. Rồi nó ngồi xuống rồi nó không ấy. Lát gì không đó ha. Trốn rồi. Nói bữa nay gửi chiếc xe này cũng cảm ơn Rồi bịch cao. Dạ. anh Cao á, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Gia đình tôi rất biết ơn anh. Dạ. Chúc anh luôn được nhiều sức khỏe. Dạ. Thì cô chú biết sao không? Cái xe này á nó rất là tốt luôn. Người lớn người nhỏ này đi cũng được, tại vì nó có chế độ mà chỉnh chỉnh cao chỉnh thấp á. Thì ở đây là con chỉnh thấp nhất xuống rồi đó. Để cho nó tập đi đi, rồi đây cô chú cho nó lên trên đó đó, để nó đi tới đi lui buổi chiều buổi sáng gì đó, trưa nắng đừng cho ra nghe, ra nắng. Sáng chiều tôi cho nó tập xe đó, nó cũng Dạ. khỏe mà có xong như chiều là nó chạy vào trung tâm lắm. Dạ. Mấy cái xe kia ngoài kia cũng được mà hơi thấp. Thấp phải không? Dạ. Cái này lúc mà gắp vô nó cũng hơi khó, tại vì mình đã vẫn chưa từng thấy cái này, thấy trên mạng nào này kia thôi, mà gắp cũng một buổi nó mới được Một vậy buổi đó, cả buổi mới có á. con ra chứ. Phải mở cái cung ở trên kia ra rồi mới gắp hai cái tay màu đen này lên. Nó có dây hướng dẫn rồi ha. Bởi vì hồi đó hôm đó chú nói hôm bữa chín tay đó, Dạ. rồi cái nói ôi vậy rồi vậy là chắc chú ơi, sợ bệnh dịch này Thứ hai nữa nọ là ở trên cũng thông báo xuống con đâu không nhận, đi cũng không được. bởi vì mình có chân đà mình cũng biết rồi, Dạ. nói là nó bệnh viện rồi này Nó nọ gửi giấy xuống là đâu cho đi, Dạ. là đang dịch cúm Thì diễn là hết cúng mình đi. nè. Rồi nó rồi mấy diễn mấy chừng nào mà hết hết cúm rồi Chứ bệnh này đâu có gì liền đâu, mà mấy năm mà không sao, mà giờ rồi thêm một hai cũng nhiều tháng nữa đâu lần có nó gì. chở sao nó sợ bệnh lây này Là nọ đâu. theo mà nó trị liệu là cả 3 tháng Dạ. Là chỉnh xuyên suốt luôn ha. Xuyên suốt là mình nói giỡn á. Dạ. Là nó nắng nó ấy gì đó là nó cả 3 Rồi tháng. không biết nó kẹp nó làm sao mình thì nó Nãy kéo tôi mình nãy giờ làm sao kẹp thì sao mình nó cũng không đâu có biết được. nha. Dạ. Mà bây giờ nếu đi thì hai bà cháu đi, tôi cũng phải ở nhà giữ nhà, Dạ. đâu có ai đi lo được, Dạ. đi đơn tiếp quá trời. Từ ngày Tết tới giờ có mạnh thường quân nào giúp đỡ gia đình gì không? Không có, trước Tết có chị Hoa chị Hồng đó có gửi là cho 5 triệu Dạ. ở thành phố mình Dạ. gửi xuống đó. Lúc đó là nó đang nằm bệnh viện ngay cảnh á, mà Dạ. có gửi gửi ngay đó luôn Dạ. đó. Rồi có chị đó, chị Hường phải không? Không biết quên rồi. Mà điều bác không có nói tên, mà nói đây Mà là gồm gì cổ đó. ở trển vậy, chỗ nào thì cổ cũng có nói vậy, chỗ thôi Dạ. mà cổ không có nói Dạ. tên. Có gửi xuống được 5 triệu đó, Dạ. lúc đó nó nằm chị bệnh cảnh. Rồi cổ nói chuyện nào mà cổ nói chuyện nào mà hoàn cảnh khó khăn gì Điện. thì điện trển cho cổ đi, Dạ. rồi cổ đi góp lại gì đó À. cổ.
gửi xuống cho. Nhưng mà giờ thì ổn định đỡ hơn trước nhiều rồi, thấy nói chung bây giờ cũng thoải mái hơn rồi. Thoải mái hơn. Hồi đó đi hồi hộp quá, mần đi mần hồi hộp quá. Mần sợ nhà cửa gió máy nhỏ thì nó nhỏ nữa. Giờ có sợ sập nữa không? Sợ. Này cứng hơn gì nữa. Giờ mà cô chú ở tới già rồi mất đi cái nhà này cũng còn chưa hư. Năm nay chú là năm mấy rồi phải không? 55 rồi. 55 hả? Cũng ngọ. Dạ. Thì cái nhà này ít nhất cũng phải từ hơn 20 năm. Dạ đúng rồi. Tại vì những cái nhà trước đây mà nhà hồi đó ở ấp ở xã cho đó, người ta còn ở được mười mấy năm mà. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái đó là thiết, còn cái này là tôn, nó dày hơn. Mà ở này có nóng không? Mở cửa thì có gió nó vô đó. So với cái nhà kia nhà nào mát hơn? Nhà này mát hơn. Bởi vì cái nền nói chung là nó cũng mát mẻ hơn cái kia. Giờ đi làm về lăn với gạch ngủ cũng đã nữa ha. Giờ cũng như mấy như ngắn như muốn ngủ cái đã nữa ra nó nằm ngủ được. Như nhà trước thì nó cái lỗ có hang á. Nhà kia đất không sao ngã ra được. Trời ơi, lúc mới đầu vô thấy cái ngôi nhà đó thấy quá trời luôn, sình đất rồi con bé nó lăn bò cho nó thấy dơ lắm. Bởi giờ trước vào rồi cái đâu có cho nó đi ra. Cũng như cái lòng chuồng heo bỏ nhổ á. Giờ để ra ngoài thử coi hồi nó biết đi lên đó ên không. Đâu rồi. Bệnh hai ba bữa nay thì chết á. Sữa hả? Sữa gì vậy? Sữa gì nói con? Con nói coi. Sữa gì? Sữa gì? Đây sân bãi rồi cũng rộng cũng êm rồi. Này có mưa cũng không sợ nữa. Không có gì nữa, tôi có cũng có xịt nước thử á. Bên này nhà bếp vào làm rồi hết rồi ha. Gọn quá chừng luôn nè. Rồi nhà vệ sinh vẫn đi êm không cô chú? Êm ha. Cây nước là xài cũng êm ha. Chung quá rồi, trời mừng rồi, đừng vậy quá trời mừng rồi. Còn hơn chung số nữa. Không biết nói sao nữa. Tôi đòi chút ước mơ rồi, cũng không được gì đâu. Còn bây giờ đừng vậy quá trời mừng, không biết nói sao đâu. Bây giờ cũng yên ổn được một phần nào cũng nhẹ. Mọi mốt của tôi chờ cho nó đi trị liệu về rồi tôi cũng đi mừng nữa rồi. Đi chắc đi ra, một là ra Phú Quốc. Chắc đi ra ngoài cắt đậu đi hàng đó mà. Làm nghề hàng hả? Hàng tàu á, của công ty Hải Phòng á. Đóng tàu bự không à? Hồi hổm cái hổm bà bác hỏi anh chị nào đi anh chưa đâu, để chú cho mới đi á. Chú cho tiền mới đi hả? Chú cho đó. Tại vì đáng lý ra là gửi cho gia đình rồi, nhưng mà bây giờ lên chảnh thì dịch đồ này kia thì cũng biết đó. Cho nên là nói mình cũng biết rồi, cho nên cẩn thận đi, từ từ ha, đi tự bảo vệ mình đi. Chứ mà mình đi vậy về sau mình mang mầm bệnh hay gì á. Bộ bệnh viện chở anh ta kêu khoan ở đây á hả? Bây giờ như là mà không gài nghe nó ấy rồi, chẳng rồi. Giảm mà thôi. Giảm rồi. Như không gài nhưng cũng giảm gì đó. Còn bây giờ con số tiền hôm trước con giữ cho gia đình đó, mười mấy triệu đó. Thì con giữ ở đây là nó còn, chứ đưa cô chú vài bữa chắc cũng hết rồi. Rồi. Cho nên bây giờ con gửi cho gia đình 1 triệu đi. Mua đồ ăn rồi ha. Rồi khi nào mà có lên chảnh được đó thì con sẽ gửi tiền cho lên chảnh đi.
là đã giữ giùm thôi nghe, chứ không phải là lấy nha. Cái này chắc cũng lối cái bữa nào học sinh vô học là cho mới trả nó đi đó. Dạ. À, hình như là 2 tuần nữa. 2 tuần nữa hả? Dạ. Phải rồi. Tại vì bây giờ mà đưa tiền cho gia đình nhiều quá giữ không được rồi, dạ. Rồi mai mốt bệnh tình nó con bé lên trả nó không có tiền đi, dạ. Rồi cũng như không luôn. Dạ, đúng rồi. Cho nên giờ giữ giùm đi, rồi chừng nào đi thì cho nó đi. Nhớ bữa hổng còn giữ cho nhiêu triệu không? Không nhớ đâu. 18 triệu đưa trước 1 triệu rồi còn 17, giờ đưa thêm 1 triệu nó còn 16 triệu. Dạ. Khi nào mà đi thì con đưa lại cho. Dạ. Ha. Dạ. Chứ giữ tiền giùm cũng mệt lắm á. Nhưng mà giờ đưa cho cô chú mà còn mệt hơn nữa. Dạ đúng rồi. Chứ giờ đưa cho rồi xài không có đúng chỗ đúng nơi rồi từ từ cũng hết à. Nói chung cái thiện giữ ở đây rồi em cảm ơn nữa. Dạ. Thiệt. Tôi nếu mà dơ nhiêu thì cũng hết à. Dạ. Đi mua cho nó ăn này cái nọ chẳng hạn, không có. Mình kiếm ngày vài chục ngàn nữa cho nó ăn được rồi. Có vậy là có nhiều ăn nhiều phải không? Đúng rồi. Có ít, có ít ăn ít hả? Ít ăn ít, nhiều ăn nhiều. Thôi này ăn từ từ thôi nghe, 1 triệu này là ăn cỡ nửa tháng đi. Chủ yếu là mua gạo với mua sữa cho tụi nó uống. Mua sữa cho nó 2 thùng sữa nó ăn tháng rồi. Dạ. Tháng luôn á. Thùng bây giờ tầm mấy, 180 hả? 180. Thì hồi chú vô trước 1 triệu á, mua sữa tới giờ đó. À. Còn cái giờ đó còn có 10. Thì con cũng canh canh gần hết tiền nữa là con à. Tới rồi đó. Còn 10 mấy hộp nữa đó. Ừ. Mua tôi cũng sợ lắm, sợ kiếm không có tiền. Rồi mình nhỏ nó bú đó thì sợ không có cho nó bú đó. Mua lần 3-4 thùng vậy đó. 1 triệu đó mua cả 800 ngàn. Rồi đi lấy hả tiền. Rồi còn 200-300 ngàn đó mua. Mất cái tiền ăn thì kệ, mình ăn muối ăn mắm cũng được. Dạ. Chỉ chủ yếu là tiền sữa, tiền đồ cho nó thôi. Tiền ăn thì mình kiếm ăn ăn được. Dạ. Ở đây kiếm cá chốt cá lòng tông ăn cũng được. Chủ yếu là sữa với ấy rồi cho nó. Rồi vậy cô chú giữ gìn sức khỏe nghe, rồi khi nào mà khoảng 2 tuần nữa có gì con ghé thăm mà con gửi tiền cho lên trển nha. Dạ. Rồi xong cái khi nào về đó thì coi tình hình như thế nào đó, rồi cái số tiền còn lại con sẽ gửi cho. Có thể không thể là gửi hết đâu, nhưng mà hàng tháng đưa cho 1 triệu gì đó. Để xài, để mua sữa cho nó uống cũng được cả năm rồi. Dạ, đúng rồi. Thì ha. Để vậy, của nó để cho nó. Dạ, coi như con giữ giùm Hồng Ánh đó. Dạ. Chứ ở đây hai vợ chồng tôi cũng không xài gì đâu. Thì không có lấy gì xài. Cũng đi mặn mới đi gắt lúa cho ta về nè. Mới về cái thọc chưa tắm nữa đó. Nhưng khi đưa 5-10 triệu cho trong mình thì cũng hơi bực bội phải không? Đi cân lúa cho anh ta đó, ăn ăn tắm. Dạ. 20 ngàn. Rồi sáng giờ cân 4 ngàn cân thì cũng 10 tấn lúa. Dạ. Rồi về đi con cũng xin phép về luôn nghe. Dạ. Lấy tiền này mua cho nó 2 thùng sữa đi, rồi còn dư lại như mua gạo nghe. Dạ. Giờ mua gạo để 50 ký nhà đi. 50 ký thì ký 11-12 ngàn gì đó, gạo cũng ngon. Mà ngon đó. 54 có 10.500 à. Dạ. Yeah. Ở đây ăn gạo rẻ tiền. Sao ăn lúa dài á? Dạ. 12 ngàn. Đúng rồi. Một bụi đó nha. Ừ. Còn bữa hổm con mua thì 11 ngàn. Rồi, con đâu rẻ đâu rồi. Sao nằm đây vậy? Thì 1 triệu là đủ mua 50 ký gạo với 2 thùng sữa rồi đó. Thôi vậy con về luôn nghe. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều á. Cũng cảm ơn nghe cho. Dạ, dạ, dạ. Chú không biết tên này. Này Hoàng Anh đi chung với con. Vậy cảm ơn hai chú. Dạ. Chúc cho hai chú luôn luôn được nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Luôn là cũng giúp đỡ những người như tôi nè. Dạ. Rất là cảm ơn. Dạ. Nói thiệt thì đời tôi ước mơ cũng không có được gì đâu. Tôi là đó mần dữ lắm, là mần cũng nói mình ráng kiếm tiền để làm cái nền vậy đó. Làm không nổi.
làm nhiêu rồi được vài triệu nhỏ bệnh cũng hết, đâu có dư đâu. Nhưng mà có khi tôi mần cũng có cả chục triệu thiệt, về cũng vài bữa cũng hết. Nhưng mà giờ có dư không? Giờ đâu có đi mần nữa, Dạ. bây giờ tôi mần một tháng cũng 8-9 triệu rồi, Dạ. mình đi hàng á. Bây giờ hiện Chứ tại bây giờ nó mắc quá trời yếu rồi, trễ quá trời trễ. giờ bảo hiểm giờ đang bỏ chạy nè, chứ chưa lấy gì á. Bảo hiểm Vậy đi chừng nào mà đang nói mà có đi được á thì cho con hay nghe. dạ. Dạ. Rồi. Thì chắc học sinh học đó là đưa nó đi đó. Lúc đó là học sinh đi học lại là đưa nó đi được rồi. Mấy là chắc cũng hết rồi, bệnh rồi, giảm rồi. Nếu mà nó nắm ở trên không vừa cho nó nắm ở, ở ngang ở dưới có tay cầm đó. Ở dưới đó. Ở dưới kìa. Mắc cỡ rồi nữa hả? Thôi mình đi đi. Tao thấy đây mắc cỡ nó mấy. Khi nãy thì có thiện ở đó bé nó mắc cỡ không dám đi, mà khi nãy mình nói mình đi về thì ở đây nó mới bắt đầu nó đi. Thì cảm ơn anh Robert Cao đã gửi cái món quà đầy ý nghĩa cho bé Hồng Ánh. Hy vọng là thời gian tới cái xương nó sẽ cứng cáp, nó tập đi từ từ nó sẽ biết đi thôi.